Xin chào quý khán giả của Nghệ Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 1 tháng 8 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thì tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng tình hình dịch Covid-19 sẽ tồi tệ hơn nhưng không cần phải đóng cửa. Trong lúc cả nước Mỹ đang phải đối phó với sự gia tăng các ca bệnh COVID-19 do xuất hiện của biến thể Delta, bác sĩ Anthony Fauci nói rằng là ông tin các biện pháp đóng cửa như đã thấy hồi năm ngoái sẽ không phải lặp lại, nhưng cũng cảnh cáo rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình This Week của ABC vào hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 8. Bác sĩ Fauci nói rằng Tôi không nghĩ chúng ta sẽ thấy lại các biện pháp đóng cửa. Tôi nghĩ rằng chúng ta đạt được số phần trăm cần thiết về những người chích ngừa trong nước. Tuy không đủ đè bẹp Covid-19, nhưng cũng đủ để không buộc chúng ta phải có hành động như mùa đông vừa qua. Tuy nhiên, tình hình này sẽ tệ hại hơn. Ông Fauci cũng giải thích thêm rằng nếu chúng ta nhìn vào sự gia tăng trong số các trường hợp mới lây nhiễm, con số trung bình mỗi ngày của thời gian 7 ngày đang tăng rất cao. Điều chúng ta cần phải làm là hiện chúng ta có khoảng 100 triệu người ở Mỹ hồi đủ điều kiện để chích ngừa nhưng họ không đi chích ngừa. Chúng ta thấy sự bùng ra của dịch trong thành phần này. Kết quả cuộc nghiên cứu về tình hình dịch bệnh ở thành phố là Provincetown, Massachusetts cho thấy biến thể Delta dễ dàng lan ra trong giới và đã hoàn toàn được chích ngừa. Cuộc điều tra cũng cho thấy rằng số lượng virus trong mũi của những người đã chích ngừa và nay thấy có những triệu chứng bệnh cũng có nhiều bằng chứng cho rằng là số lượng trong mũi người chưa chích và đây là dấu hiệu đáng lo ngại vì cho thấy người đã chích ngừa cũng có thể làm lây lan bệnh và các thú vị thế vượt New York về số ca tử vong vì Covid-19. Vào hôm thứ Tư ngày 28 tháng 7, thì Texas đã ghi nhận tổng cộng là 53.275 ca tử vong vì Covid-19 vượt cả New York để trở thành tiểu bang có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ hai tại Hoa Kỳ. Ông Spencer Fox, là giám đốc của Hiệp hội mô hình COVID-19 từ Đại học Texas cho biết, ông rất ngạc nhiên khi mà số ca tử vong ở Texas không vượt New York sớm hơn, khi mà New York đã làm rất tốt trong việc hạn chế lây lan của virus khi hứng chịu một đợt bùng phát hồi mùa xuân. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm ngoái, New York đã ghi nhận gần là 32.000 ca tử vong do COVID-19, trong khi Texas chỉ có 2.500 ca trong khi các bệnh viện ở thành phố New York đều bị quá sức chứa vào mùa xuân và khu vực này trở thành tâm dịch toàn cầu. Và Texas đã ngăn chặn được virus nhưng bắt đầu nới lỏng các hạn chế. Tuy nhiên, trong 13 tháng tiếp theo, thì tình hình dịch bệnh tại hai tiểu bang này lại bị đảo ngược. New York luôn duy trì các hạn chế và quy tắc nghiêm khắc trong khi đó, Texas đã thả lỏng dù đã phải chịu đựng hai đợt bùng phát virus và đang trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát thứ ba, khiến biến thể Delta lan rộng khắp Hoa Kỳ. Mà một phân tích của tờ Chronicle cho thấy trong thời gian đó, Texas liên tục bắt kịp số ca tử vong với New York. Đợt bùng phát Covid-19 vào mùa đông của Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến cả hai tiểu bang, nhưng tình hình Texas nghiêm trọng hơn. Và cũng trong phần tin ở tại tiểu bang Texas thì cặp vợ chồng ở nơi đây không tin vaccine đổi ý sau khi cùng vào ICU do Covid-19. Một cặp vợ chồng ở thành phố là Maga ở Texas này nói rằng họ ước gì đã chích được vaccine COVID-19 trước khi cùng vào phòng điều trị đặc biệt ICU do nhiễm COVID-19. Họ, nó, họ hàng nói rằng là bà Lydia và ông chồng là Lawrence phải đưa vào bệnh viện từ gần 3 tuần trước sau khi có các chỉ dấu bệnh nặng nề. Theo bản tin của đài truyền hình là KTRK ở Houston vào hôm thứ Bảy ngày 31 tháng 7, bà Dottie Jones là chị em họ của bà Lydia, nói rằng là chúng tôi được bệnh viện cho biết tình trạng của hai vợ chồng này rất rất là trầm trọng và nếu họ sống sót thì họ sẽ cần một thời gian rất lâu để bình phục. Theo bà Jones, thì hai vợ chồng này không chịu chích ngừa vaccine COVID-19. Bà Jones nói họ không tin vào vaccine và nếu mình tìm cách thuyết phục thì họ sẽ nói là không muốn chích. Tôi nghĩ họ nghi ngờ về thuốc. Nhưng sau khi được đưa vào khu ICU, thì bà Lydia thay đổi về sự suy nghĩ về vaccine và xin được chích tuy nhiên các bác sĩ phải nói với bà rằng là đã quá trễ khi mà đến bệnh viện thì bà Lydia đang trong tình trạng trầm trọng còn ông Lawrence thì đỡ hơn nhưng nay ông cũng đã trở bệnh nặng thậm chí có những triệu dấu suy yếu cả hai vợ chồng hiện đều phải đặt ống thở và đang trong tình trạng mê man và Trần Huỳnh duy thức quyết tuyệt thực đến chết nếu không được thả tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã nhất quyết tùy thực cho đến chết nếu mà đơn kiện khiếu nại của ông không được cứu xét và trả tự do. Gia đình của ông Trần Huỳnh Duy Thức cho hay qua bản tin trên Facebook là ông đã gọi điện thoại nói chuyện với hai cô con gái từ nhà tù ở huyện Núi thành Chương ở tỉnh Nghệ An hôm 30 tháng 7. Trong lúc mọi người đang lo sợ ông có thể đã thiệt mạng sau 4 tháng tuyệt thực và gia đình không hề có tin tức gì về ông bà khẳng định đã tuyên bố tuyệt thực trí mạng và không lấy tính mạng của mình ra đùa. Đó là lời của ông Thức nói với con gái qua điện thoại được diễn lại trên trang Facebook của Trần Huỳnh Duy Thức. Lời ông kể với con gái được thuật lại cho biết ngày 20 tháng 6, khoảng 4 tháng từ khi bắt đầu tuyệt thực, ông đã phải lết không chống gậy đi được vì vùng thắt lưng yếu nên không đứng vững, cái lưng thì cứ bị ngã nghiêng. Đến đêm 25 rạng sáng ngày 26, Tháng 6 thì ông thức bất ngờ thấy tường trần sụp đổ và thấy ảo giác như bay lơ lửng kéo theo những hơi sức cuối cùng khỏi cơ thể. Lời của ông nói với các con là ba cầu nguyện để ra đi thanh thản và mê mang tới 2 giờ 30 phút khuya thì ba tỉnh lại và biết mình vẫn còn sống. Đến ngày 2 tháng 7 thì ông thức không còn lên được nữa nên phải nhờ người cổng. Trưa ngày 8 tháng 7, ông suy nhược tới mức không còn uống được nước nữa. Ông nói uống nước trắng mà thấy đắng như là uống mật vậy. Lúc này, trưởng phân trại giam tới thông báo là trại đã báo cáo bằng văn bản tình trạng hiện nay của anh lên cục C10 của Bộ Công an. Nhờ cục này thông báo ra tòa án nhân dân tối cao biết để trả lời các đơn của anh đã 3 năm rồi. Đồng thời vì anh thức quá yếu, sức lực đã suy kiệt không biết mất mạng lúc nào nên trưởng trại thắng đã mang sữa xua vào thuyết phục anh uống để duy trì mạng sống để chờ trả lời của tòa án và giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đề nghị lãnh đạo Sài Gòn cẩn thận với 1 triệu liều Sinopharm hôm 1 tháng 8 thì một ngày sau khi một triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc về đến Sài Gòn thì giáo sư Nguyễn Văn Tuấn giám đốc trung tâm công nghệ y tế Đại học Công nghệ Sydney của Úc đưa ra một số những khuyến cáo trên trang Facebook cá nhân ông nguyễn văn tuấn viết là tạm thời chưa công nhận những ai đã chích vaccine trung quốc là đã được chích ngừa không dùng vaccine trung quốc cho những người có nguy cơ cao chỉ chích vaccine sinopharm và sinovac một liều như là bổ trợ cho các vaccine khác như astrazeneca pfizer và moderna theo các báo ở Việt Nam, lô 1 triệu liều vaccine Sinopharm nằm trong số 5 triệu liều do tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ cho Sài Gòn đặt mua thông qua công ty dược Sài Gòn. 4 triệu liều Sinopharm còn lại dự kiến sẽ về trong tháng 8 cũng cho người dân Sài Gòn. Và ông Tuấn cũng lập luận rằng dữ liệu về sự an toàn của vaccine Trung Quốc rất là hiếm và khó đánh giá và vaccine do quốc gia này sản xuất được sử dụng chủ yếu là ở những nước có quan hệ ngoại giao và kinh tế với họ. cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tổng hợp với jimmy hẹn gặp lại trong phần tin vào ngày mai